Ok, chào tất cả các bạn. Bánh này gọi là bánh Warabi Momo, một dạng bánh mochi của Warabi. À đây, Warabi Mochi, một dạng bánh mochi của Nhật mà họ làm trong như thế này. Ok, họ trong đây thì họ mô đế cho chúng ta một cái gói thính. Đây là Kina Mugi đây. Ok, chúng ta sẽ khui cái gói thính này ra. Cách ăn của cái loại bánh này như thế này. Chúng ta trút toàn bộ hay trút một phần nào đó. Mình thì mình trút toàn bộ. Bột thính này rất là thơm nha mọi người. Sau đó là chúng ta trộn đều cái bột thính lên. Trộn đều cái bánh. Mùi thính nó dậy lên là rất thơm nha mọi người. Đó. Giờ là chúng ta là đã bắt đầu ăn cái mẫu này. Mẫu này thì bình thường thì trong Trăm Yên, trong shop Trăm Yên họ sẽ bán Trăm Yên. Hôm nay thì quán vắng khách nên họ sale còn 54 yên nha mọi người. Ok, chúng ta thưởng thức bánh này thôi. Nó còn hơi dính. Đó. Chúng ta lanh như thế này, nó dính thính thì nó sẽ không dính. Đó, ok. Bánh rất ngon. Mùi đây thì họ làm mochi dạng ngọt ngọt. Thính này có bột bột gạo như cái bột lúa mì rồi họ làm rất là thơm, ấy giống y như bột gạo rang của mình đấy. Rồi chúng ta thưởng thức thôi. Chào mọi người.